Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì ở đây mình sẽ biểu diễn trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn một màn ảo thuật. Thì ở đây mình có bộ bài bình thường như thế này, có thể cho khán giả sao bài là thoải mái nha. Rồi, sao bài là cho khán giả cắt bài luôn. Rồi, sau khi khán giả đã sao bài và cắt bài rồi, thì mình sẽ share bài ra cho khán giả chọn cho mình một quân bài bất kỳ. Ví dụ khán giả chọn quân bài này đi. Rồi, sau đó mình sẽ yêu cầu khán giả họ đặt cái quân bài này vào giữa bộ bài như thế này, đặt quân bài vào giữa bộ bài, rồi nhét nó vào. Sau đó mình đưa bộ bài cho khán giả họ sao bài là như thế này, sao bài là thoải mái. Rồi, sau đó mình sẽ nói với khán giả là ở đây mình có thể tìm ra cái quân bài của bạn, nhưng mà tỷ lệ rất thấp, tỷ lệ là 1/52. Cho nên mình sẽ tìm ra một số quân bài để giúp mình tìm ra quân bài của bạn chọn. Thì ở đây mình sẽ lấy ra một số quân bài, đó là quân này đây. Đó, quân này, rồi hai quân bài. Rồi, ví dụ như mình có đón trật quân bài gì nữa thì đó. Đây cũng là một trò thật vui thôi, bởi vì trên thế giới này không có ai có thể mà tìm ra được, đọc được suy nghĩ của khán giả. Mà nếu có thể đọc được suy nghĩ của khán giả thì người đó chắc chắn là không phải là mình rồi. Thì mình sẽ cho khán giả xem quân bài thứ nhất, đó là quân 6 bích như thế này. Mình hỏi khán giả đây có phải quân bài mình chọn không, khán giả nói không, thì đây không phải là quân bài khán giả chọn, coi như là mình không may mắn. Quân bài thứ hai, dạ đây có phải quân bài bạn chọn không, khán giả cũng nói không phải quân bài khán giả chọn. Thì ở đây cũng là một sự mà không may mắn, bởi vì mình không biết, không hề biết là quân bài khán giả chọn là quân gì. Thì mình sẽ nói với khán giả ở đây là bạn có thể nhìn thấy là hai quân bài này nó không có liên kết gì với nhau cả, nó là một cái hoàn toàn sai, lập luận hoàn toàn sai khi mình đón ra quân bài bạn chọn. Nhưng mà mình sẽ tiết lộ cho bạn cái màn ảo thuật này ở cái góc nhìn của ảo thuật gia. Thì ở đây mình sẽ đối với quân ri này, mình sẽ lấy cái chất của nó là chất rô. Quân 6 này mình sẽ lấy cái số của nó hợp lại hai quân là 6 rô, đó là quân bài khán giả chọn. Nhưng cái quân bài khán giả chọn nó đã lạc vào đâu đó ở giữa bộ bài đó, mình không hề biết. Nhưng mà khi mà mình vung tay một cái như thế này thì quân 6 rô nó nhảy lên trên đầu bộ bài như thế này. Thì đây hai quân này là hai quân bài tiên tri giúp mình tìm ra được quân bài khán giả chọn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái màn ảo thuật vừa rồi. Thì ở đây để diễn được màn ảo thuật này, bạn cần có là bộ bài 4 màu. Bộ bài này, ở đây bộ bài này mình đã đặt trên shop 7aothuc.com, các bạn có thể lên trên shop để mua. Bộ bài này nó có giá là 30-40 nghìn. Rồi, bây giờ đó, ở đây các bạn có thể thấy bộ bài này nó có một tông màu, tông màu vàng. Ở bên đây nó có một tông màu vàng ở bên trái đi qua. Ở bên phải chúng ta có một tông màu xanh. Khi mình trải bài từ bên phải trải qua, nó sẽ ra một cái tông màu xanh như thế này. Đó, ở đây là một tông màu xanh. Ở phía trên bên phải của chúng ta là một tông màu đỏ, ở phía này là một tông màu tím. Thì mình có thể lợi dụng cái màu sắc của tông màu để mà mình diễn cho ảo thuật này. Thì đầu tiên mình sẽ cầm cái tông màu vàng đi ngược về phía của mình, sau đó mình sẽ đặt cái bộ bài cho khán giả họ sao và thoải mái như thế này, họ có thể cắt bài luôn. Rồi, sau đó mình sẽ xòe bài ra cho khán giả họ chọn một quân bài bất kỳ. Ví dụ khán giả chọn quân này. Rồi, đây là quân ca bích, quân bài khán giả chọn. Khi khán giả xem quân bài của họ chọn, thì mình sẽ xoay cái phần bài này lại, xoay cái phần bài này để quân cái phần bài màu vàng này đưa lên trên. Sau đó mình sẽ yêu cầu khán giả họ đặt quân bài vào giữa bộ bài như thế này. Thì khi họ đặt quân bài của họ vào giữa bộ bài thì cái tông màu này nó đã đổi ngược lại rồi. Đó, đặt vào trong, xoay lên. Sau đó mình
yêu cầu khán giả họ sao bài lên thoải mái như thế này để cho quân bài họ nó lạc vào đâu đó giữa bộ bài. Sau đó mình nói với khán giả là cái tỷ lệ bây giờ đó mình tìm ra quân bài của bạn chọn là rất thấp, có 1/52 à. Mình sẽ xòe bài ra như thế này, mình sẽ cố tình mình tìm ra cái quân bài chỉ ngược cái tông màu này rồi, các bạn thấy không đó, cái tông màu ngược như thế này rồi, đây là quân bài khán giả chọn. Sau đó mình sẽ cắt lên đầu như thế này, rồi mình sẽ nói với khán giả mình sẽ lấy ra hai quân bài cho tới bây giờ nè, để biết được quân bài khán giả chọn mình giả vờ mình nói khán giả à, bây giờ mình sẽ lấy ra hai quân bài giúp mình tìm ra quân bài bạn chọn. Sau đó mình sẽ đẩy cùng như thế này, mình xem à, đây là quân ca bích, mình sẽ lấy ra một quân ca và một quân bích bất kỳ, ví dụ ở đây mình lấy ra quân chung bích, ấp nó xuống không cho khán giả xem nha, trong quá trình mình lấy cũng vậy, đây là quân ca ấp nó xuống. Rồi mình nói với khán giả là ở đây mình có hai quân bài, có thể là hai quân bài bạn chọn, nhưng mà nếu may mắn đó là hai quân bài bạn chọn, còn nếu không phải thì coi như đây là một màn ảo thuật kỷ niệm của mình đối với bạn, hay là đại loại là cái gì đó bạn có thể chém gió. Mình sẽ nói với khán giả là nếu bởi vì không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì đó chắc chắn không phải là mình rồi. Mình sẽ nói với khán giả là mình sẽ mở quân bài thứ nhất lên cho họ xem quân bài này, mình hỏi khán giả đây có phải quân bài bạn chọn hay không, khán giả sẽ nói không, tất nhiên là không phải, mình sẽ nói à chắc là may mắn không đến với mình. Mình mở quân bài thứ hai lên, mình hỏi khán giả đây có phải quân bài bạn chọn không, khán giả lại nói không. Thì bây giờ nè, mình nói với khán giả là cái quân bài đối với bạn đó thì hai quân bài này không phải là quân bài bạn chọn, nhưng đối với mình ở cái góc nhìn của ảo thuật gia nó khác cái góc nhìn của khán giả. Bây giờ mình sẽ tiết lộ bí mật cho bạn xem, cho bạn biết về cái màn ảo thuật này, nhưng mà thật sự ở đây mình chỉ chém gió thôi chứ không tiết lộ gì hết. Mình nói khán giả đó, ở góc nhìn bạn thì hai quân bài này nó không có liên quan gì hết, nhưng cái góc nhìn của mình thì nó có liên quan. Bây giờ bạn hãy nhìn thử cái quân chính này, bây giờ mình sẽ lấy cái chất nó là chất bích, còn quân ca này mình sẽ lấy cái quân bài nó, hai cái cộng lại mình sẽ cho khán giả đọc, ở đây là bích, đây là ca, đọc là ca bích thì quân bài khán giả chọn chắc chắn là quân ca bích rồi. Bây giờ mình sẽ giả vờ cầm bộ bài này, mình nói với khán giả là quân ca bích nó nằm lạc vào đâu đó giữa bộ bài, đó là quân bài của khán giả chọn. Nhưng khi mà mình búng tay một cái như thế này thì quân ca bích nó nhảy lên trên cùng của bộ bài. Mình sẽ nói khán giả đây là hai quân bài tiên tri giúp mình tìm ra được quân bài bạn chọn, thì kết thúc màn ảo thuật này. Thì đây là cách diễn màn ảo thuật này, nếu thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình, nhớ nhấn đăng ký giúp mình nha các bạn. Chào các bạn.